Thưa quý vị, những năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều. Cùng với đó, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Việc sử dụng các loại thiết bị điện, điện tử và đồ gia dụng tăng đáng kể, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy ngày càng cao. Long An có nhiều khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút trên 300.000 lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Trên địa bàn tỉnh có hơn 23.000 hectare rừng, có 24 chợ, trung tâm thương mại thu hút hàng ngàn hộ kinh doanh, có 41 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 503 cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ cháy nổ và có tính độc hại. Nhìn chung, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nằm xen cài trong khu dân cư, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ, thương mại như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, hanh khô vẫn diễn biến phức tạp, khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Vì vậy, người dân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy để hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ có thể xảy ra.